treo sai cờ ngày 30 tháng 4 nhưng bị ném đá. Cái kết lại khiến chúng ta ngỡ ngàng. Theo như thông tin được chia sẻ rầm rộ, trong khi cả nước đang hân hoan chào mừng ngày thống nhất đất nước, thì một gia đình ngang nhiên treo một lá cờ lạ. Hành động đó đã được bạn nữ ghi lại và chia sẻ công khai với dòng caption: thấy kinh đô là thấy Tết, thấy cờ này là thấy khát nước. Dưới phần bình luận, đa số mọi người đều vào lên án hành động treo lá cờ lạ này của gia đình trên. Không ít bạn trẻ còn đòi báo công an vì nghĩ lá cờ hai sọc màu xanh đỏ và ngôi sao vàng chính giữa này là cờ của chế độ cũ. Hành động treo cờ như vậy là hành động phản động. Thực chất đây chính là lá cờ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Nửa phần trên đại diện cho miền Bắc đã độc lập, nửa màu xanh dương tượng trưng cho miền Nam còn trong vòng kìm kẹp của Mỹ và chế độ Sài Gòn. Song miền Nam đấu tranh cho khát vọng hòa bình, việc treo lá cờ này trong ngày đại lễ là hoàn toàn hợp pháp và vô cùng ý nghĩa. Lá cờ đó là một chứng nhân lịch sử, đã từng phấp với tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Qua đây, chúng ta mới thấy tình trạng dân ta còn chưa biết sử ta rất nhiều, nhất là trong thời kỳ công nghệ số, giới trẻ nghiện mạng xã hội hơn là đọc sử, đó là một báo động đỏ cho nền giáo dục nước nhà. Thế mới thấy, học hành thật sự rất quan trọng, môn lịch sử không thể là một môn phụ được. Các bạn có đồng ý với ý kiến của kênh không? Hãy để lại nhận xét của mình dưới phần bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.